các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tessa Nista, kênh về cô gái già ham chơi ham học sống lâu năm trên đất nước Úc hiện nay. Thì có thể nói là hòa theo xu hướng của thế giới, ở nhà để có thể bảo vệ cộng đồng, bảo vệ mọi người. Mình cũng đang rất là rảnh rỗi, ngoài việc học online cũng không có đi làm, không có gì hết, cho nên là mình nghĩ mình nên làm những cái video về việc học tiếng Anh chẳng hạn, cụ thể là việc học từ vựng theo chủ đề để có thể chia sẻ với các bạn về cái việc học tiếng Anh. Mình thì mình không bao giờ nghĩ là mình giỏi đến mức có thể dạy các bạn học tiếng Anh, nhưng mà nếu học theo kiểu chia sẻ những cái gì mình biết cho các bạn thì mình nghĩ cũng có một cái bổ ích của nó. Và cụ thể là hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về 5 cái từ vựng mà được sử dụng và được nghe nhiều nhất trong cái mùa dịch corona này. Đó là những từ gì nhỉ? Thì đầu tiên đó là từ social distancing. Social distancing. Dịch một cách nôm na có nghĩa là giãn cách xã hội. Social thì các bạn biết có nghĩa là xã hội, và distancing có nghĩa là có một cái khoảng cách nào đó. Thì đây là một cái biện pháp ngăn ngừa sự lây lan. Như các bạn cũng biết là người cách người, ở bên Úc á, thì người bây giờ đi ra chốn công cộng thì phải đứng cách nhau là 1.5 mét. Cái từ này được khuyến cáo, được nghe nhiều trên báo đài, tại vì đó là điều có thể nói là một cái luật là các bạn phải làm thế khi ra ngoài đường. Thì cái social distancing này á, nó là một cái cụm danh từ, cho nên là bạn có thể sử dụng nó làm đầu trong đầu câu để làm subject, chủ từ, hoặc là làm object, là một cái tân ngữ, những cái từ đứng sau động từ. Thì cái động từ mà thường người ta mình nghe thường mà người ta đi chung người ta dùng cho cái social distancing này là từ practice social distancing. Thì để mình cho các bạn một cái ví dụ đơn giản nha. I practice social distancing to keep everyone safe. Thì dịch nôm na là tôi thực hiện cái việc giãn cách xã hội này để có thể bảo vệ mọi người. Thì một cái ví dụ khác khi mà bạn đặt cái cụm danh từ social distancing này á, lên làm chủ từ, đó chính là social distancing will slow the spread of the virus. Và một cái lưu ý khi mà bạn phát âm cái từ social này á, thật sự thì mình không phải là master hay là giỏi về việc dạy các bạn cách phát âm, nhưng mà kiểu mình cũng muốn sẵn đây thì mình muốn nói thêm với các bạn. Khi mà phát âm cái từ social này á, thì cái chữ mà CI á là người ta phát âm là so. Thì các bạn phải cố gắng đọc sao cho nó nhẹ, nó không, tại vì mình biết là người Việt mình rất là khó khi mà phát âm cái từ. Tại vì thường là người ta sẽ theo thói quen á, là phát âm social, đại loại vậy đó. Nhưng mà nếu mà được á, thì cố gắng phát âm cái vần CI, cái khúc mà CI á, là social, chứ sờ nó nhẹ đấy các bạn. Thì cái từ thứ hai mà mình muốn đề cập tới đó là từ quarantined. Thì cái từ này mang ý nghĩa là cách ly, nhưng mà cách ly ở đây á, có ý nghĩa là cách giống như là ngăn ngừa cái việc là bạn đi từ những cái vùng dịch mà bạn về Việt Nam á, thì người ta sẽ cho đẩy vào một cái trại cách ly ở Đại học Quốc gia, hay là bây giờ là ở Vĩnh Long hay là Cần Thơ như thế nào đó. Thì chưa chắc là bạn là người mang mầm bệnh, nhưng mà người ta muốn ngăn ngừa cái việc đó thì người ta sẽ đưa vào một cái trại cách ly trong vòng 14 ngày. Thì cái từ quarantine này được sử dụng trong cái trường hợp là như vậy. Và cái từ quarantine này á, nó là một danh từ và nó cũng là một động từ luôn. Nếu khi mà bạn sử dụng nó theo cái trạng thái là danh từ á, thì cái động từ, cái cụm động từ mà được sử dụng đi theo cùng với nó sẽ là put into quarantine. Lấy ví dụ như mình nói là khi mình tới Việt Nam thì mình sẽ bị cách ly 14 ngày. When I go to Vietnam, I have to be put into quarantine for 14 days. Thì đó. Còn nếu mà bạn muốn sử dụng cái từ quarantine này á, theo cái trạng thái là động từ á, thì dễ dàng thôi, bạn chỉ cần cho một cái subject trước đó. Ví dụ như the Vietnamese government has quarantined me for 14 days. Ok, thì cái từ thứ ba cũng có nghĩa, cái từ này nó cũng có nghĩa là cách ly, nhưng mà nó được sử dụng á, khi mà người bệnh, khi mà bạn đã phát hiện là bạn dương tính với lại căn bệnh, với lại cái virus này, và bạn cần phải được cách ly trong một cái khoa, bệnh viện nào đó, và khoa phòng chống dịch. Nói chung là bạn phải được cách ly trong cái khoa đàng hoàng, tại vì bạn đã
được bị nhiễm bệnh rồi thì người ta sẽ sử dụng cái cụm từ là self-isolate. Self-isolate đó là một cái cụm động từ, còn danh từ của nó đi theo sẽ là self-isolation. Self-isolation thì khi mà như các bạn cũng đã biết, isolate nghĩa của nó có nghĩa là bị cô độc, bị cách ly với một cái xã hội, một cái thế giới chẳng hạn. Còn cái từ self này á, mình không biết tiếng Việt, thật sự là không biết cái từ đó là gì, nhưng mà khi mà thấy có chữ self này á, có nghĩa là bạn làm cái gì dựa trên chính bản thân của mình. Thì cái cụm động từ self isolate này là một cái cụm động từ có nghĩa là tự cách ly. Thì cái ví dụ cho cái cụm động từ self isolate này á là ví dụ như là I must self isolate if I have the COVID-19. COVID-19 là một cái từ khoa học để diễn tả cho cái căn bệnh corona. Thường là cái từ COVID-19 này, khi mà báo đài này nọ, người ta cũng sử dụng cái từ này nhiều. Mà thật sự với các bạn á, thật sự là cái từ quarantine và từ self-isolate, hai cái từ này được sử dụng, nó sử dụng xen kẽ với nhau á, cho nên là nhiều khi người ta nghe hai cái từ đó thì người ta chỉ đơn giản nghĩ là ở cách ly, bị cách ly cho dù có bệnh hay không có bệnh hay không. Thì kế đến đó là cái từ pandemic. Pandemic có nghĩa là đại dịch. Thì cái từ này được nhắc tới bởi Tổ chức Y tế Thế giới WHO khi mà người ta nói là căn bệnh này không phải là một cái flu không thông thường nữa, mà nó là một cái đại dịch, để nhắc nhở cái sự quan trọng, cái hiểm họa của cái căn bệnh này. Ví dụ như trong một cái câu là COVID-19 is not just a flu, it is a pandemic. Ok, nói đến đây mình mong là các bạn không quá khó hiểu khi mà mình nói nhiều như vậy. Bây giờ mình sẽ đến cái từ cuối cùng luôn trong chủ đề ngày hôm nay. Đó là từ hand hygiene. Hand hygiene có nghĩa là vệ sinh tay. Thì cái cụm từ hand hygiene này á, từ hand thì các bạn cũng biết đó nghĩa là tay, hygiene có nghĩa là bất kỳ một cái vệ sinh nào đó. Thì vệ sinh tay này không chỉ đơn giản là rửa tay bằng xà phòng đâu, mà nó còn bao gồm cái việc là rửa tay bằng nước rửa tay khô. Ok, và cái cụm từ hand hygiene này á, nó là một cái cụm danh từ, cho nên là cái động từ có hai cái động từ mà có thể đi cùng với nó mà thường người ta thường hay nói tới, đó là từ practice and từ perform. Practice hand hygiene and perform hand hygiene. Thì mình sẽ cho các bạn một cái ví dụ cho cả cụm đó. Ví dụ như là mình nói, ví dụ như là cái đại loại là y tá và bác sĩ lúc nào cũng phải vệ sinh tay để có thể ngăn ngừa sự truyền nhiễm. Nurses and doctors should perform, hoặc là bạn có thể nói should practice hand hygiene to prevent infection. Khi mà học tiếng Anh á, thường nó sẽ có nguyên một cái cụm mà người ta thường hay sử dụng cùng với nhau. Ví dụ như cái cụm danh từ đó sẽ có một cái động từ được đi theo nó, và thường là nó đi cùng với nhau á. Cho nên là nếu mà các bạn sử dụng, bạn học được nguyên một cái cụm bao gồm cái động từ đó và cái danh từ đó cùng một lúc luôn, thì nghe nó sẽ giống như mang hơi hướng người bản xứ nói chuyện hơn, nó trơn tru hơn. Đây là cái video có thể nói là video đầu tiên mình làm về cái chủ đề là học từ vựng hoặc học tiếng Anh theo chủ đề. Nếu mà các bạn muốn trong tương lai mình làm nhiều hơn về những cái video như thế này á, thì các bạn hãy comment ở dưới để mình biết, để mình có thể phát triển cũng như là đưa thêm ý tưởng để cho các bạn xem nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình, và hẹn gặp lại trong cái video tương tự.